đi nhanh dữ ta. Hôm nay là đi Phan Thiết. Hello. Hello. Xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình đi Phan Thiết nha. Đây là đi ra biển chỗ xã Hòa Thắng. Đây. Bây giờ người ta cải tạo là thành cái bãi đường đi rồi đàng hoàng, cái hồi xưa đá rồi gồ ghề. Đây đẹp chưa, bây giờ người ta làm nhà chuẩn bị nhà đẹp chưa. Giờ cả nhà đi xuống biển. Hồi xưa nhà của vợ chồng Lan là ở chỗ cái dừa này nè. Đúng rồi, hồi xưa là ở chỗ cái dừa này đây. Đến gì rồi, xưa nó ở cái nhà nhỏ nhỏ đây rồi xong nó dời lên trên đó, chứ ai đền cho nó chứ. Con này sao? Đắt là cũng còn không? Xe con. Rồi đây đi ra chỗ bãi biển. Xã người ta đi đánh cá giờ ghe người ta về này. Hello, tí. Xin chào. À đây có một cái quán gì ta? Vật hải sản, quán ăn, gãi tệ 2. Gãi tệ. Rồi. Ô, ngoài kia là thuyền đánh cá buổi sáng về đông chưa? Đây đây là đây đó, coi cá này con. Coi cá người ta đánh vô này. À. Mấy tráng sĩ này được đi ra biển mừng quá. Đây. Đây đi ra này là coi cá người ta về nè. Đây người ta đánh cá về nè con. Đâu? À đây nè. Thế là vừa sẵn đi ra sớm chưa? Có mấy chị đó là ở Huế á. Vô đó. Đúng rồi. Xin chào, không có giỡn nha. Không có giỡn mày nha. Này. Cá có trời này. Cá chị vàng nè. Cá. Cá trời cá. Cá. Đây. Đây. Chào toàn mọi người đẹp. Chị hôm qua vô lại live stream rồi quá trời mà chị. Chị thiêu chứ, ở dạ. Ừ, dạ. Đây mấy chị ở bên cậu đi làm dấu mấy chục năm nó về đi gặp nhau. Đây vợ anh Trọng, dạ. Vợ anh Anh, vợ anh Ti, cái đó chắc dâu anh Trọng á, dâu của anh Trọng. Đây vợ anh Việt. Đây chị dâu. Đây con của em. Ra đây. Rồi, bấm tí à, hoán tí à.
con về nhà với dạ dạ tám không buổi sáng tàu người ta đánh cá người ta về ban đêm đầu hôm người ta đi đánh giờ nó về chị em tranh thủ chụp hình đây mọi người mua cá à mực hả à. Đây mực còn tươi rõi luôn chị ba có một đêm đang con đời năm nay con một thân Yeah. Thấy xe máy cày chạy dưới nước không? À. Ê, con đừng có bỏ dép ra là trôi mất dép á. Đó thấy chưa? Đúng rồi, đừng có bỏ dép đó. Đừng có bỏ dép ra nha. Tẻ luôn á. Sóng nó đánh lên nó. Con đừng bỏ dép ra là trôi mất á, tẻ nhào đầu dưới bây giờ. Đó rồi. Xuống tắm luôn được không? Hả? Xuống tắm luôn. Đưa bỏ dép trên bờ. Tắm thì bỏ dép trên bờ. Đó. Đây là cái thúng chai. À mấy chiếc xe đó dùng để đưa những chiếc thuyền nhỏ từ trong bờ để ra ngoài.
chuẩn bị cho người ta đi câu. Ơi mình xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye. See you. Bye bye bye.